định sự đa tài của nhiều nghệ sĩ Việt. Sau 7 mùa tổ chức, nhờ có gương mặt thân quen, nhiều khán giả nhận ra những nghệ sĩ mình yêu thích có những khả năng vượt ngoài sức tưởng tượng. Có người phát hiện được tài năng giả giọng đỉnh cao, có thể biến hóa cùng lúc nhiều nhân vật. Đã thể hiện được những tài năng vượt qua giới hạn bản thân, khẳng định mạnh mẽ một lần nữa cho cậu tuổi trẻ tài cao. Với sự đầu tư chỉnh chu, tinh thần tập trung cao độ, nhiều nghệ sĩ trẻ thế hệ 9X đã đạt các ngôi vị cao trong 7 mùa vừa qua của gương mặt thân quen. Dàn quán quân 9X trong các mùa trước chứng minh cho sự bứt phá của bản thân và thế hệ trẻ như Khởi My, Hoài Lâm, Bạch Công Thành, Duy Khánh, Nhật Thủy. Gương mặt thân quen 2020 trở lại với phiên bản mới, mang xu hướng thế hệ mới trẻ trung, dẫn đầu cho sự bứt phá, không ngại thay đổi bản thân và bùng cháy đỉnh cao. Năm nay, các nhân vật nào sẽ góp mặt trong gương mặt thân quen năm 2020? Hãy cùng chờ đón tập phát sóng đầu tiên vào lúc 21:15 tối thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2020 trên kênh VTV3.